chiếc Toyota Veloz Cross bản top này, khi mà bên em xác định thu về là chỉ có thể dành cho khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội thôi anh chị. Bởi vì tầm tiền khi mà bên em thu về đã rất là cao rồi, bây giờ bán ra thì cũng gần với giá xe mới cho khách hàng ở lăn bánh ở biển tỉnh anh chị nha. Và anh chị có biết lý do tại sao mà bên em chấp nhận thu chiếc xe này không ạ? Đó là bởi vì chiếc xe này vừa đăng ký được một tháng và mới lăn bánh có 1.000 km thôi ạ. Khi mà thu chiếc xe này, khi mà đi xem xe này tại nhà khách á, thì xe mới lăn bánh có 932 km thôi. Chất xe thì không khác như xe mới cả. Sơn zin là nguyên xe, chưa dặm tuốt lần nào. Và nó khác xe mới ở chỗ là vào đủ phụ kiện cho mình hết rồi. Có sẵn phim cách nhiệt nè, sàn 5D và camera hành trình rồi. Anh chị lấy xe này về là không cần thêm phụ kiện nữa anh chị nha. Đầy đủ phụ kiện hết rồi. Xe này thơm bát ngát một xe mới luôn. Và xe này đặc biệt cái bọc cái trần rất là đẹp nè anh chị. Không phải là trần dạng 5D đâu nha. Đẹp lắm. Nhìn nó sạch sẽ, gọn, không có phập phù như trần 5D. Ở đây là khu vực quan tài này, rất là đẹp luôn, không khác gì xe mới cả. Đó. Có lắp camera hành trình loại xịn luôn ạ. Như xe mới luôn. Đầy đủ hai chìa khóa và bảo hiểm thân xe này còn đến tháng 9, còn đến tháng 10 đó chị. Tháng 10 năm 2025 anh chị nha. Đó là những cái thứ mà mình sẽ được lợi khi mà lấy chiếc xe này. Có camera 360 đây và cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu. Đầy đủ option và đầy đủ đồ chơi hết rồi. Tầm tiền cho em này thì bên em hiện đang chào bán là 638 triệu còn thương lượng. Anh chị quan tâm đến chiếc Veloz Cross bản top 2024 chạy lướt 1.000 km này thì liên hệ với Duy ạ. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.